Nhật ký 1251. Ngày 22 tháng 8. Sáng nay, Thánh nữ Barbara Đồng Trinh đến thăm và đề nghị tôi hãy hiệp lễ suốt 9 ngày để cầu cho đất nước và nhờ đó làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Thánh nữ Đồng Trinh đội một vương miện gồm các tinh tú, trên tay cầm một thanh gươm. Vương miện và thanh gươm đều chói sáng như nhau. Trong trang phục trắng và bộ tóc thướt tha, thánh nữ xinh đẹp tuyệt vời đến độ nếu như tôi chưa từng được thấy Đức Trinh Nữ Maria, có lẽ tôi đã tưởng lầm là Đức Mẹ. Giờ đây tôi hiểu ra mỗi vị thánh Đồng Trinh đều có một vẻ đẹp đặc biệt, một vẻ đẹp rạng ngời, khác biệt với các vị thánh khác. Nhật ký 1252. Ngày 25 tháng 8 năm 1937, hôm nay cha Sopoko đã đến và lưu lại với chúng tôi cho đến ngày 30. Tôi cực kỳ sung sướng, chỉ có Thiên Chúa mới biết tôi mong được gặp cha như thế nào. Chỉ vì công việc Thiên Chúa đang thực hiện qua ngài, và dù vậy, chuyến thăm cũng có một vài khó khăn. Nhật ký 1253. Trong khi cha đang dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tử giá trong lúc tôn vinh thánh thể. Chúa rút cánh tay phải của người ra khỏi thánh giá và ánh sáng từ thương tích ấy chạm đến cánh tay cha. Điều này đã xảy ra trong ba thánh lễ và tôi hiểu Thiên Chúa sẽ ban cho cha sức mạnh để thực hiện công cuộc bất chấp những khó khăn và nghịch cảnh. Linh hồn rất đẹp lòng Chúa của cha cũng đang chịu đóng đinh vì muôn vàn đau khổ. Nhưng tôi không ngạc nhiên vì đây là cách Thiên Chúa xử đối với những ai được người yêu thương đặc biệt. Nhật ký 1254. Hôm nay, ngày 29, tôi được phép thưa chuyện lâu hơn với linh mục tiến sĩ Sopoko. Tôi biết dù có những khó khăn, nhưng công cuộc vẫn tiến triển và lễ kính lòng thương xót Chúa đã được xúc tiến rất khả quan. Giờ đây, không còn bao lâu nữa, lễ ấy sẽ thành hiện thực, nhưng cần có nhiều lời cầu nguyện để chấm dứt một số khó khăn. Nhật ký 1255. Này chị, đối với chị, điều tốt là chị hãy giữ một thái độ lãnh đạm thánh thiện trong mọi sự liên quan đến thánh ý Chúa, và chị nên giữ một tâm trạng thanh thản. Chị hãy làm hết sức để giữ tâm trạng thanh thản ấy. Giờ đây, trong mọi vấn đề, chị phải hoàn toàn lệ thuộc vào cha Anset. Tôi hoàn toàn nhất trí với ngài. Này chị đừng tự mình làm gì, nhưng trong mọi vấn đề, chị phải bàn hỏi với cha linh hướng của chị. Tôi xin chị hãy giữ đầu óc quân bình và bình tĩnh hết sức có thể. Một điều nữa là, tôi đã cho in chuỗi kinh vào mặt sau bức hình và các câu sướng đáp giống như kinh cầu. Những thứ này sẽ được in ở phía sau. Một bức hình lớn cũng đã được in, có kèm theo một vài trang gồm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Này chị hãy cầu nguyện cho công việc này được chuẩn nhận.